Hello mọi người. Hello mọi người. Đây mình đi shopping. Đây mình đi Messi. Đây. Đó, đây là Messi. Ok. Đây là khu bán giày của Messi. Messi. Giày này nó bóng. Đây này nổi. Đính hộp, đính cường. Rồi, ta ràng lại chuẩn bị đóng cửa rồi. Chuẩn bị đóng cửa rồi. Còn mấy chục phút nữa, mấy phút nữa. Dạ, cái này là khu đồng hồ tập thể dục, nhịp tim, đo nhịp tim tập thể dục. Này là đồng hồ đó, đồng hồ đẹp không, đồng hồ. Dạy dép lâu ngày mới quay lại Messi. Ngày xưa hay đi Messi đó, mẹ rồi dì rồi hay vô Messi nữa, sau này đi hay đi Forever 21. Cái dép này vui, dép này giống với dép ở Việt Nam sao. Finish line. Mà bộ Adidas. Dây đẹp. 45 đô lục mét. 55. Đó, 55. Này đôi dép. Dép, dép, dép. Này đôi này giống ở nhà có một chiếc, có một đôi. Mấy đôi sabo này ở nhà có rồi. Dẹp này đẹp. Sale 65 đô, 35
thu cái này dễ thương nhỏ nhỏ của đồ con nít, giày của con nít. Lâu rồi mới được quay lại này bán vơ hết rồi, lâu rồi mới được quay lại Messi. Adidas, Nike với Adidas, Nike nè, Adidas nè. Khách là đi không biết. Dép bông, bông như bông gòn. Cái này tới 90 luôn. 90. Đó. Chỗ ngồi để thử giày. Này chỗ ngồi thử giày. Đó, cái này nữ trang, trang sức. Chuẩn bị người ta ràng lại, người ta chuẩn bị đóng cửa, ràng dây vàng. Ok, ràng dây là hết rồi, chuẩn bị đóng cửa. Mannequin. Dép này đẹp, dép này đẹp. Sách đóng cửa. Dép này vui, đôi giày này vui. Đây là vớ để thử giày cho nó sạch sẽ. Đây có vớ để thử giày cho sạch sẽ. Mang vớ vô rồi mang giày vô thử. Đây Michael Kors. Bên này là giày của hàng hiệu Michael Kors. Michael Kors là chuyên túi xách. Này ở đây có giày nữa. Giày đẹp, hàng hiệu có khác, sang trọng, đứt họng đòi gân luôn. Đẹp không? Có chữ của con giày mà có chữ, đánh chữ lên nữa. Giày mà thêm mấy chữ lên, đánh chữ đó. Cái này là giày của mấy cục kho. Bên này là túi sách, hàng túi sách. Chuẩn bị đóng cửa rồi. Đây ba lô, túi sách đẹp.
sắp mấy cuộc mấy thật Kevin hiểu Kevin Ken. Ok. Khó, tôi sắp quá trời. DK and Y. Ok. Tôi sách quá trời luôn rồi. Tôi sách này. Trời luôn á. Trời luôn rất trời luôn. Đó. Bóp. Ví bóp. Đó, nón này. Ở đây là nón. Ở đây là vớ nha. Bô lô đàng hoàng. Bô lô. Vua thu. Thu là vàng. Thu là chân. Mà chân vàng. Cô này mất cấp. Trang điểm. Mỹ phẩm. Mình là sấy tóc. Kẹp thẳng. Cái này cái lược máy. Khu này là mỹ phẩm son phấn. Nó đó. Được thứ. Hay sự là không thiếu thứ gì. Điểm mê xì là cái gấp bên đó trong xì không có thiếu cái gì đủ thứ nhận hiểu không nhận hiểu nhận hiểu mà rẻ tiền sale giảm giá thường xuyên. Cái này là da cá sấu mọi người. Mấy 365 đô la. 365 đô la. Ngầu ốc. Quá ngầu. Cái này đây quá trời luôn, quá trời quá đất u là trời. Bây giờ hãy nghe từ u là trời đó. 50% giảm giá. 50% đó. 50% off. Palo của Michael Kors đẹp không? Palo của Michael Kors ví màu hồng, cái bóp màu hồng. Dạ trời ơi sao mà cái túi sách này nó nằm, túi sách của mình nó dính vô cái túi sách mình nó dính chính vô. Yeah, but there's no
not go there anymore. I think they're closing. Did I go to the museum? No, I don't think so. Được hàng trang điểm, túi xách, giày dép. Bên kia là áo quần. Mà giờ chuẩn bị đóng cửa rồi, cho nên đi vòng vòng mà hàng này thôi. À, có mỹ phẩm, khu trang điểm. Thỉnh thoảng người ta trang điểm gọi là trang điểm thử.